phản ứng trước công văn chỉ đạo phải điều tra, xử lý nghiêm những trang mạng vừa nêu có nội dung chống đảng và nhà nước, bôi đen bộ máy lãnh đạo. Blog quan làm báo có bài tựa đề Thủ tướng có thể nhổ hết 90 triệu người dân Việt Nam không? Với lời khẳng định. Không một đòn thù nào dù có ghê rợn bẩn thỉu đến đâu mà có thể làm nhụt được ý chí của một dân tộc không còn muốn bị đè nén, áp bức dưới một chính phủ tham nhũng, lũng đoạn của những bố già đen và bố già đỏ. Nhân dân Việt Nam khát khao được sống trong một đất nước được điều hành bởi hệ thống luật pháp nghiêm minh với một hệ thống chính trị trong sạch và vươn tới một nền dân chủ thật sự và một xã hội công bằng bác ái. Lời cuối cùng, quan làm báo xin dẫn dụ câu nói của Nguyễn Trung Trực. Khi nào nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người nước Nam. Còn blog dân làm báo thì cam kết với các bạn trong thôn rằng dân làm báo không chấp nhận và khuất phục trước mọi hành động bịt mồm, bịt mắt, bịt tai của bất kỳ nhà nước, bất kỳ đảng cầm quyền nào. Không ai có quyền phán xét và tự quyết định những gì mà công dân Việt Nam được đọc, nghe và trao đổi. Do đó, dân làm báo sẽ tiếp tục cung cấp thông tin và quan điểm đa chiều của mọi thành phần nhân dân, tạo diễn đàn để chính dân, độc giả chúng ta tự làm tin, tự thông tin, tự đại diện cho cái nhìn, quan điểm của chính mình tự cất tiếng nói về những vấn đề chúng ta quan tâm trong đời sống. Là độc giả và cũng là biên tập viên quần chúng, dân làm báo không tiếp tục cho phép ý kiến và suy nghĩ của chính mình bị gạn lọc, bóp méo, thay thế, nhỏ giọt hay trận đứng bởi những cái loa, cái phễu, cái lưới và cái lưỡi và công văn của văn phòng chính phủ. Và đó là lời cam kết dân làm báo xin được gửi đến các bạn trong thôn. Dân làm báo nhân tiện khẳng định, sẽ cùng bạn bè đồng hành, sẵn sàng chấp nhận bị trấn áp, bỏ tù, hơn là phải sống đời một con chó câm, ẵn một tiếng cũng không dám ẵn, cúi đầu chấp nhận những kẻ lợi dụng quyền thế cai trị, muốn bịt mồm ngăn cản những lời chính tâm. Dân làm báo cam kết đi đúng theo tinh thần bất khuất của nhà thơ Phùng Quán. Dù ai ngon ngọt, nuông chiều, cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu.